Hành hương công giáo, chuyến đi thứ 21, nhà thờ đá Tam Đảo, điểm hẹn hòa bình. Người soạn bài: Vinh Kiêu, speaker: Đào Ngọc Anh. Nhắc đến tỉnh Bắc Ninh, ai cũng nghĩ là một tỉnh nhỏ, nhưng chúng ta đừng nhầm giáo phận Bắc Ninh là một giáo phận nhỏ bé nhé. Bởi vì giáo phận Bắc Ninh còn bao gồm cả các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc và một số giáo xứ ở các tỉnh khác nữa đấy. Vậy hôm nay Ngọc Anh sẽ dẫn các bạn tới một địa danh nổi tiếng của Vĩnh Phúc, đó là Tam Đảo với ngôi nhà thờ đá cổ mang tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, để kiểm chứng về sự rộng lớn của giáo phận nhà. Có lẽ ai cũng biết Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam, nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, là nơi có ba ngọn núi cao là Thạch Bàn, Thiên Nhị và Máng Chỉ. Nhưng không phải ai cũng đã từng tới đây hành hương. Khí hậu mát mẻ quanh năm ở nơi đây khiến cho Tam Đảo được mệnh danh là Đà Lạt xứ Bắc. Năm 1902, người Pháp khám phá ra thung lũng rộng 253 hectare trên độ cao 900 mét và nhà thờ Tam Đảo được xây dựng từ năm 1906 đến năm 1912, tọa lạc tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Bên con đường dẫn lên đỉnh núi Thiên Nhị, nhà thờ đầu tiên được xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn lợp lá. Đến năm 1937, nhà thờ chính thức được xây dựng kiên cố bằng đá theo lối kiến trúc Baroque, có diện tích 286 m², dài 26 m, rộng 11 m. Nền nhà thờ cao hơn 10 m so với mặt đường và được thiết kế hai lối lên. Sân nhà thờ rộng rãi là vị trí đắc địa để du khách chiêm ngắm vẻ đẹp Tam Đảo. Đồng thời, nơi đây cũng là điểm hẹn lý tưởng để du khách lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện và tìm kiếm sự an yên. Nhìn trên bản đồ, có thể thấy Tam Đảo vừa nằm ở vị trí trung tâm, vừa có địa thế cao nhất giáo phận Bắc Ninh. Thậm chí, từ Tam Đảo có thể quan sát được toàn bộ giáo phận. Dựa vào thế đất bên triền đồi, người ta đã san lấp, tạo ra một mặt bằng lớn, nằm cạnh và cao hơn mặt đường lên đến 10 mét. Bao quanh là bức tường bằng đá chắc chắn. Từ mặt đường, tại hai góc tường, bố trí hai cầu thang khá tinh tế và mỹ thuật, với những bậc đá dẫn lên trên mặt tiền và mặt hậu nhà thờ ở phía trên, để tạo sự thông thoáng và chia bớt áp lực cho khả năng chịu lực của công trình. Ngôi nhà thờ đã được bố trí sâu về phía trong, trước mặt và bên hông trái chừa ra một khoảng sân khá rộng. Ở phần sân bên hông nhà thờ, người ta đã cho xây những ô vòm rộng lớn cũng bằng đá, vừa như tường rào tạo sự an toàn, đồng thời cũng tạo cho ngôi thánh đường một không gian ấm cúng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ khoảng sân này, du khách có thể phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thung lũng thị trấn Tam Đảo với những ngôi biệt thự và công trình dân dụng hiện ra mờ ảo trong màn sương. Ngôi thánh đường được làm hoàn toàn bằng đá xanh theo kiến trúc Gothic, mái lợp ngói hưng ký cỡ lớn. Bên trong không sử dụng các hàng cột như thường thấy. Những ô cửa vòm hai bên vách được trang trí bằng kính màu theo nghệ thuật mosaic, trình bày ảnh các thánh hay sự tích liên quan đến cuộc đời Chúa Giêsu. Nối với mặt tiền nhà thờ về phía sân là một tháp chuông hình trụ vuông, hai tầng, cao 18 mét, được xây hoàn toàn bằng đá. Tầng trên nhỏ hơn tầng dưới, trên cùng có đắp hai mái ngói cùng chiều với mái nhà thờ. Tại tầng trên tháp chuông, các mặt được trang trí bằng những ô gạch hoa màu đỏ, ở giữa nổi bật cây thánh giá. Từ những tín hữu đầu tiên là những người đã cất công xây dựng nên Tam Đảo, mà ngày nay số tín hữu nơi đây đã không ngừng gia tăng. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, số giáo dân tại Tam Đảo vào khoảng trên 200 nhân danh. Biến cố năm 1954 xảy ra, hầu như toàn bộ giáo dân Tam Đảo di cư khắp nơi, chỉ còn vài người ở lại. Cũng kể từ đó, chính quyền đã sử dụng nhà thờ và các công trình xung quanh vào nhiều việc khác nhau.
Khi còn là giám mục Bắc Ninh, Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã đến thăm Tam Đảo và đặt tước hiệu cho nhà thờ Tam Đảo là nhà thờ Nữ Vương. Khi Đức Hồng Y về Hà Nội, Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến lên kế vị. Giống như Đức Hồng Y, mỗi khi lên Tam Đảo, Đức cha Giuse cũng đều mong ước được xưng lễ trong ngôi thánh đường cổ kính này dù chỉ một lần. Tiếc thay, ước nguyện của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse và Đức cha cố Giuse Maria chưa thành hiện thực. Bởi lẽ, tới ngày 8 tháng 8 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mới trao trả nhà thờ và một phần đất cho giáo phận Bắc Ninh. Thì lúc đó, Đức cha Giuse Maria đã về nhà Chúa, còn Đức Hồng Y Phaolô Giuse đã già yếu. Tới ngày 2 tháng 9 năm 2008, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, khi đó vừa về co sóc giáo phận Bắc Ninh, đã tới làm phép và dâng thánh lễ đầu tiên tại đây. Ngài đã đặt thêm hai từ Hòa Bình vào sau tước hiệu Nữ Vương mà Đức Cố Hồng Y đã đặt trước kia, nhằm thể hiện ước mong cho đất nước, dân tộc được thái hòa, thịnh vượng. Cũng kể từ đó, ngôi thánh đường cổ kính được trở về với chức năng nguyên thủy là thờ phượng Thiên Chúa cùng tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Năm 2009, cha Giuse Trần Quang Vinh được bổ nhiệm làm chính sứ Vĩnh Yên, đã phục dựng nguyên bản tháp chuông, đồng thời quy hoạch lại các công trình phụ trợ, trong đó có việc đặt nền móng cho việc xây dựng nhà khách. Năm 2013, cha Tomaso Nguyễn Văn Phùng làm chính sứ Vĩnh Yên, Hòa Loan, co sóc Tam Đảo. Ngài đã nỗ lực xây cất và hoàn thiện nhà khách. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2016, nhà khách Nữ Vương Hòa Bình được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Trong dịp này, Đức cha cũng đã làm phép bức tượng Nữ Vương Hòa Bình do Hội đồng Giám mục Đức gửi tặng. Nhân dịp, Đức Hồng Y Reinhard Smart, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tới thăm Tam Đảo ngày 10 tháng 1 năm 2016. Sau hơn một năm hoạt động, nhà khách đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách, đặc biệt là các đoàn khách tới tĩnh tâm và nghỉ dưỡng. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, Đức cha đã bổ nhiệm cha Gioan Kim Nguyễn Đức Thành làm quản nhiệm Tam Đảo, và vào ngày 14 tháng 7, Đức cha đã đưa cha Gioan Kim tới nhận nhiệm sở. Chắc hẳn qua việc bổ nhiệm này, Đức cha mong muốn cha Gioan Kim đứng trên Tam Đảo có thể quan sát được bốn phương tám hướng cách dễ dàng nhất. Từ đó, trên cương vị phụ trách sứ vụ loan báo tin mừng của giáo phận, cha Gioan Kim đã thực hiện nhiều công việc, mà đầu tiên là tu bổ lại nhà thờ, đặc biệt là phần mái đang sột nát và xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh đó là việc xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt tĩnh tâm, linh thao cho mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Cho đến nay, nhà thờ đá cổ Tam Đảo hay là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình về cơ bản đã hoàn thành việc trùng tu, trở nên khang trang đẹp đẽ, cũng như nhà khách Nữ Vương Hòa Bình đã hoàn thiện nội thất, phòng ở và các công trình phụ, sẵn sàng đón hàng ngàn lượt khách hành hương cũng như các cộng đoàn tới tĩnh tâm và lưu trú lại trong nhiều ngày. Với lịch sử đức tin hơn 100 năm, cùng ngôi thánh đường cổ kính hơn 80 năm tuổi, Tam Đảo đã, đang và sẽ trở thành điểm hẹn hòa bình, là nơi giao kết đất trời, trở nên điểm gặp gỡ lý tưởng, là nơi giao duyên giữa tình Chúa và tình người. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, ban cho quý khách niềm an vui và hạnh phúc trong khi tới hành hương nơi này sau khi dịch Covid được khống chế. Ngọc Anh xin hứa sẽ dẫn bạn tới từng công trình của quần thể kiến trúc và thảo luận cùng quý bạn với tư cách là một kiến trúc sư bạn nhé.
Con dâng lên mẹ, mẹ nữ vương thiên đàng. Con dâng lên mẹ một bài ca mến yêu, dâng hồn dâng xác xin thương đến con đây mẹ ơi. Con đây xin mẹ, mẹ đến bên đời con, nói gương theo mẹ trọn đời yêu Chúa luôn. Nguyện giúp con sống xin vâng cho ý Chúa, chẳng phụ tình ai trao. Mẹ ơi mẹ ơi xin giúp con được sống bình an giữa thế gian. Mẹ hãy dù thương luôn che chở đời bao gian khó. Mẹ ơi mẹ ơi xin hãy thương dìu dắt đời con luôn bước theo đường Chúa đã đi, trong khổ đau để được chốn thiên đàng. Con dâng lên mẹ ngàn đóa hoa ân tình, con dâng lên mẹ trọn tình con thiết tha. Xin mẹ nhận lấy thân con với bao muôn khổ. Con dâng lên mẹ, mẹ Chúa vua tình yêu. Con xin theo mẹ ngàn đời chẳng đổi thay. Mẹ hãy thương giúp cho con lòng kiên vững, sống trọn tình con thương. Mẹ ơi mẹ ơi xin giúp con được sống bình an giữa thế gian. Mẹ hãy dù thương luôn che chở đời bao gian khó. Mẹ ơi xin hãy thương dìu dắt đời con luôn bước theo đường Chúa đã đi, trong khổ đau